Theo nhiều diêm dân vùng sản xuất muối Tuyết Diêm, thị xã Sông Cầu, trước đây việc vận chuyển muối của bà con gặp khó khăn, một ngày chỉ vận chuyển được khoảng 50 tấn, trong khi sản lượng muối hàng ngày của đồng muối Tuyết Diêm là hơn 60 tấn nên không đáp ứng được yêu cầu. Năm nay, nhờ Hợp tác xã muối Tuyết Diêm đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng, hoàn thành hệ thống kênh mương nội đồng, giúp cho việc vận chuyển muối của bà con từ ruộng ra đường được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nếu mà không có đó là chuyển qua bên đường tính ra tới 15 ngàn. Mà nếu có kênh mương đó là chạy còn anh em ngàn ba rồi. Nó đỡ có em tính ra cái tiền mà lợi nhuận cho bà con một năm tính ra còn mấy cũng phải trên 1 tỷ bạc chứ không ít đâu. Nhằm giúp diêm dân giữ nghề, Hợp tác xã muối Tuyết Diêm cũng tạo điều kiện giúp thành viên hợp tác xã tiếp cận các nguồn vốn vay, đầu tư muối trải bạc, đồng thời đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu muối Tuyết Diêm nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp diêm dân ổn định cuộc sống. Thấy cái nhu cầu của thị trường người ta cần cái muối sản xuất trên nền bạc, cho nên cái chủ trương của hợp tác xã là muốn mỗi năm là vận động thành viên của hợp tác xã ai có điều kiện thì nên sản xuất cái muối trên nền bạc, còn những thành viên mà không có điều kiện thì hợp tác xã tận dụng từ cái nguồn hỗ trợ của nhà nước. Hàng năm thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như thị xã đầu tư muối trải bạc cũng như các cái đầu tư công nghệ dây chuyền sản xuất muối sạch để bà con mà tha ra cái sản phẩm mà thương hiệu muối Tuyết Diêm đạt hơn thôi bán cái muối thô. Tuy nhiên, điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa vẫn cứ tái diễn nhiều năm qua, khiến cuộc sống của diêm dân chưa bao giờ hết khó khăn. Chính vì thế, nhu cầu đầu tư mở rộng diện tích muối trải bạc, xây dựng thêm nhiều lò hầm muối, nguồn vốn sản xuất và bình ổn giá muối vẫn luôn là nỗi trăn trở của hợp tác xã muối Tuyết Diêm và diêm dân nơi đây.